Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng, dòng bass số 1 của nghệ thuật opera Việt Nam, đã có những bản tình ca để tặng cha và những đồng đội của ông trong album Những Bản Tình Ca Đỏ, trước sự chia vui của nhiều đồng nghiệp và học trò. Anh là dòng bass số 1 của nghệ thuật opera Việt Nam, đồng thời là thạc sĩ phó khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những Bản Tình Ca Đỏ cũng là album cách mạng hiếm hoi được thực hiện bằng công nghệ HD. Bên cạnh những hình ảnh được quay trực tiếp trong quá trình thực hiện tiền kỳ, thì trong album còn sử dụng một số hình ảnh tư liệu quý về chiến tranh. Nhớ cái hôn đầu tiên anh chưa dành cho em, nhớ bản tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em, ôi nhớ tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh, nhớ nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt người bạn đã hy sinh, nhớ bản tình ca đầu tiên là hành khúc lên đường. Nhưng hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim. Tình ca đầu tiên là hành khúc lên đường. Nhưng hôm nay anh sẽ hát bài hát của chúng ta. Hãy hát lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy, hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương, hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim. Hãy hát lời yêu thương.
bằng lửa cháy cho